Trong khuôn khổ tái lễ công bố kế hoạch hợp tác 2019, Cục Xúc tiến Thương mại đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư công nghiệp và thương mại công nghệ cao. Tại hội thảo, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại ông Vũ Bá Phú cho biết, sau 30 năm thúc đẩy đầu tư, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI ngày càng thể hiện được rõ vai trò quan trọng và đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các nội dung tại hội thảo tập trung vào việc khuyến khích đầu tư nước ngoài, các ngành công nghiệp, công nghệ cao gắn với định hướng phát triển kinh tế của các địa phương, kết nối các nhà đầu tư nước ngoài với các nhà địa phương, khu công nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước tiếp cận công nghệ cao, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.